Hello anh em, chào anh em buổi tối nha. Cũng mới làm về anh em ơi. Tối không làm gì, quay clip tâm sự với anh em chơi ha. Cũng buồn anh em. Mới bị bỏ cọc con anh em ơi. Không mỗi đồng, không giàu đăng lên chia sẻ cho anh em nữa. Bỏ cọc hai quận luôn. Quận trước bỏ cọc rồi, mình không nói con này bỏ cọc nói chung cũng người anh em cũng gần sát bên mình anh em ơi. Nó bắt đã cuối cùng điện hơn bác ha. Thì cũng có nhiều anh em hỏi về con lưu gồng của mình á. Thì sẵn đây tối nay anh quay cho anh em luôn. Con lưu gồng này là mình bắt nó hồi 2018 nha anh em. Nó thổ âm hơi bầu ha, con này không có kèm nha anh em, nó chỉ bổi về tàn thì nó rước thôi, với nó thúc siết nha anh em, thúc siết bổi thúc lẹ lắm. Con này nuôi nuôi đúng 3 năm mình mới biết nó nổi nha anh em, trong nhà nó chỉ có chiêu với thúc lai ra vậy thôi ha, chứ không bao giờ mà anh em kèo động nó bo nữa. Thì mình lúc đó mình mới biết chơi, nói chung là mới biết thì tổ cũng đãi anh em ơi. Đó có mấy con mồi khùng đi vô rừng thì bắt nó anh em, cội mình bắt nó là ở trong kinh 16 rừng của mình thường nha anh em. Mình nuôi nó 3 năm, nói chung ở nhà chỉ gáy lai gai thôi, chứ cũng không biết nó nổi nữa nè, nó thúc thì thôi. Rồi năm đó mình sửa nhà, mình sửa nhà cái mình đem ra cây nó treo, sao thấy đem ra cây nó treo nó thúc quá, nó thúc mà nó thúc xiết không à. Lúc đó thời điểm đó 3 năm thì 2021 anh em, trước mình đây vườn còn nhiều lắm, lúc trước mình đây mình làm trúc trúc với mía anh em, nói chung còn vườn còn cây tràm cổ thụ hồi xưa bỏi nó còn về nhiều, với hồi xưa mình đây mình chưa có đi làm vườn anh em, nên vườn kinh mình nhiều lắm. Thì nó thấy bổi phát ra rồi nó thúc, nó bo thúc xí xí gì đó rồi nó bo. Thì lúc đó mình mới biết nó nổi, mình cũng hỏi anh em vòng vòng đi chơi, với mình có ông sư phụ đó anh em, mình hỏi thì ổng nói là con chim này nó nổi gần. Mình mới hỏi thì ổng nói là con chim này nó nổi gần. Thì lúc đó mình mới biết sao lại sửa nhà xong sửa chân rảnh rỗi rồi đem đi nó bắt bổi. Thời điểm nó bổi nhiều lắm em, là đem đi quận đầu tiên là dán áo lồng đã chơi luôn à, quận đầu tiên luôn dán áo lồng đã chơi. Mà lúc đó mình có mồi mình không có thả, rồi mình đem đi cử thứ hai bắt đầu mình mới thả nó. Thì thả nó thì nó gặp bổi thì nó siết rút siết dữ trời lắm, máng bẹo cũng vậy, thời điểm đó máng bẹo rồi thúc xiết không à. Rồi nó bo, nói chung làm đủ kiểu chân á. Rồi mình nhớ là lúc đó đi cử đầu tiên là mình chỉ có bẹo thôi, cử thứ hai mình thả đất là từ đó tới chiều đã làm 5 con. Chung thời điểm đó anh em đi gác, lúc anh em cũng biết đó, thời điểm lúc trước đó là gác đãi trời lắm, đi là một cử hai ba con, ba bốn con, có khi năm sáu con luôn. Thời điểm nó bổi nhiều lắm tại vườn nhiều, sao lại nó ban vuông, người ta ban vuông hết trơn nên cũng ít đó. Rồi tới 2022 thì nói chung là dịch giả này kia rồi cũng tạm tạm thời ngưng lại. Rồi mình chia sẻ nó cho ông anh. Nói chung thời điểm đó chia sẻ với mức giá 8 triệu là cũng 8 9 triệu là cũng cao đó anh em. Rồi chia sẻ gì cho ổng. Rồi ổng chơi thời gian sau rồi ổng mất chạy xe, lúc đó chạy xe dịch vụ rồi ổng bỏ. Rồi mới bắt về. Nói chung mới bắt về tầm 2 tháng ngoài nay anh em. Về tay ổng là bắt cũng cỡ
chung là ông cũng ít đi, đi lai gai cũng bắt cũng cỡ mười mấy 20 con gì đó, thì ông nói là vậy đó. Rồi bắt về đây tới giờ nói chung hổng bắt về thì hai lông nó bị nhậm đó anh em, hai lông rồi mới đi có con cử đem nó theo, mà bữa đó đi thì nói chung là cũng còn chơi nết gì ok nha anh em, gặp bổi gì thì gặp bổi thì rước rồi thúc siết bổi nha anh em, cũng còn chơi ok, nhưng mà bữa đó tiếc cái bổi là nó không gớt ha. Anh em thấy con liêu không, liêu mà anh thấy tướng không, con này tướng đúng bự nha anh em, chân bự lắm, còn bộ còm nó thì nói chung là full, là nó chỉ còm vàng nhiều nha anh em, nó nói chung mấy cái còm mà gần tới ở trên đó ha thì không gọi là vàng đó anh em, nó không gọi là trắng chứ lộn, xin lỗi anh em, nó lộn không gọi là trắng hoàn toàn nha anh em, nó cũng cũng có ngã màu vàng à. Cái màu lông con này là mình nuôi nó từ 2018 tới nay là không bao giờ mà nó trắng nổi nha anh em, màu lông nó cứ gì hoài luôn à, nó tối tối mà nó cứ bả bả vậy đó, không bao giờ trắng nổi, lúc trước mình bắt nó cũng vậy luôn chứ bắt xấu lắm. Thì con này là kè lồng không đặc biệt, kè lồng không bao giờ gù nha nè, ai gù gù đứng dòm chứ không dở gù, nhưng mà con này nuôi bảo đảm với anh em là có thể nuôi tới ngày nó chết luôn á, không giờ lên khách, nó nhát cực kỳ luôn anh em. Con diêm này á 2018 nay 2024 hả, à, cũng cũng 6 năm hả ta, ừ 6 năm rồi không dạng được anh em, anh em cầm lỏng là nó sôi không à, thả xuống bội vậy anh em, thả xuống bội là đi lại gần tới bội là bắt đầu nó sôi, nói chung nó làm đủ kiểu cho nó không dạng nổi, nói chung liêu rồng mà kiếm được con giọng này có, nói chung là mình thì không biết về nhiều ha, không biết nó gọi là hiếm hay là không thôi, nói chung mình thấy anh em đăng trên mạng với mình đi mình cũng gặp nhiều lắm anh em, bổi gừng với rồi bổi nhà người ta nuôi gì cắt, nói chung cắt tất cả anh em nuôi á, nói chung thổ mà liêu mà kia, nói chung thổ thì nói chung chắc cũng nói chung cũng ít đó anh em, ở số thấy đồng hoặc là thổ pha hay là thổ pha đồng hay là tiểu gì, nói chung là nhiều lắm anh em, dùng tay liêu mà thấy thổ nói chung thì cũng mình cũng ít thấy anh em. Đã, không mà dòng Malai bây giờ, Malai bây giờ thì thổ thổ mà liêu rồng mà thổ thì nhiều lắm anh em, còn chim Việt của mình á, gốc chim Việt của mình á, nói gì liêu mà thổ thì nói chung mình cũng nói chung là mình ít thấy đó, nói chung là chắc có nhiều á nhưng mà mình không thấy được nhiều á, nói chung là vậy đi chứ mình nói thì mình không thấy luôn thì nó không phải ha, nói chung là có đó tại mình không thấy thôi, nếu theo mình thấy thì nó ít á. Con này nuôi không dài dạng nữa anh em ơi, lông đuôi rồi đó mình là mình dưỡng dài cực kỳ luôn, rồi đi anh em bỏ vô lòng đôi đem đi nó quận hay quận nó cũng gãy chưa, anh em thấy cái vàng lông của nó không, nó bả bả sao ha, không phải thứ chắc luôn anh em, chim nói chung chim mình nuôi chăm sóc kỹ lắm, mình ít thời gian phơi nắng thôi chứ không phải là thiếu chắc, nói chung con này cũng không phải thiếu nắng anh em, đã mình bắt từ 2018 về tới giờ nó đâu có thiếu nắng nữa, nó vậy là vậy à, đâu phải gọi thiếu nắng đâu, anh em thấy con chim mới tướng cái bộ ngực nó không, mặt sát thủ lắm nha anh em, con này cực kỳ may bổi luôn á, bổi mà không đấu nữa thôi à, không gớt đấu rồi đấu là phải dính à, còn mà về tàn mà không gớt thì thua nha anh em mai cái nào mai mà bổi gớt về tàn mà không gớt là thua luôn á. Cứ nhiều anh em hỏi thấy đăng liêu mà không quay cận kẽ cho anh em xem, nói thì hôm nay mình quay cận kẽ cho anh em xem luôn ha, rồi thì nói chung video này cũng hơi dài anh em ơi, chắc mình xin kết thúc video tại đây nha, anh em yêu thương mình anh em nhớ đăng ký ủng hộ mình nha anh em, mình dưới này không giờ tầm
10 bữa nay mưa, ngày nào cũng mưa chứ anh em, đi cũng không được. Mà chim nói chung dàn chim mình không dài gần 10 ngày chưa phơi nắng được, quá mưa. Thì mình hiện tại còn có mồi thì mình còn đang còn con malai nha anh em, với một con mùi lõa, với con này là hết rồi. Con đê mồi thì mình đã chia sẻ rồi, thì vài bữa nữa ông anh sẽ vô bắt. Anh em thấy cặp cán chim nữa to cực kỳ luôn, nói chung tướng con này không thể nào chê được. Anh em thấy cái bàn lông đây thấy nó ướt không? Không phải vô bị nhậm đâu nha anh em, tại lông nó vậy á chứ không phải nhậm đâu. Con này không đi mắc mưa thôi, bắt mưa rồi nhìn nó xấu cực kỳ luôn anh em, như con quạ vậy á. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Anh em thương ủng hộ mình ha, thì đăng ký cho mình xin một lượt đăng ký nha anh em. Rồi mình xin chào anh em ha, chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình nha anh em.